Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin nóng sau đây. Vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng được trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung. Hà Nội cắm biển cảnh cáo nguy hiểm nơi xe container rơi xuống sông Hồng. Hải Phòng không có chuyện ông Châu bị tiêm chất kích thích. Hà Nội biểu diễn không phép tại ban công nhà riêng, ca sĩ Tuấn Hưng có thể bị xử phạt như thế nào? Tân Thủ tướng Anh bà Liz Truss là ai? Campuchia bắt giữ nghi phạm Trung Quốc vì cáo buộc giam giữ, tra tấn người. Ngày 6 tháng 9, một thông tin đăng tải trên trang Jing News đang được đông đảo công chúng quan tâm, đó là Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Viện Kiểm sát trả hồ sơ vụ việc để làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về cùng tội danh trên. Sau đó một ngày, ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can. Theo kết luận, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số người như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh và bà Hàn Ni. Qua quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà đã phát ngôn về cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet, báo chí và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ. Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả, sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, tăng thu nhập, cơ quan điều tra nhận định trong vụ án này, Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, bà Phương Hằng phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Trước đó, hồi tháng 3, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan đến làm việc như ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi. Thưa quý vị, sau tai nạn ngày 30 tháng 8, chiếc xe ô tô container đầu kéo mang biển kiểm soát 15C13491 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R00544 tự đâm vào giải phân cách mềm và thành lan can cầu, khiến chiếc xe rơi xuống sông Hồng. Ngày 5 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tổ chức cắm biển cảnh cáo tàu thuyền qua lại dưới chân cầu Thanh Trì tại vị trí xe container rơi xuống sông Hồng. Trung tá Nguyễn Văn Hiền, đội phó đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, hiện tại đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho giao thông đường thủy. Do trọng tải của chiếc xe container rơi xuống sông Hồng rất lớn, sau khi hất văng một phần lan can thành cầu Thanh Trì, hiện nay đang nằm dưới đáy sông. Cảnh sát đường thủy đã xác định vị trí chiếc xe gặp nạn để thả phao, hệ thống biển, đèn hiệu cảnh báo cho các phương tiện đường thủy đi lại qua khu vực này để đảm bảo an toàn. Hiện tại, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe cũng như những người có liên quan đến phương tiện chưa liên hệ được với cảnh sát giao thông đường thủy để phối hợp làm rõ. Thời gian tới, mực nước sông Hồng xuống thấp hơn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của các tàu thuyền tại khu vực này. Trước đó, báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ ngày 30 tháng 8, chiếc xe ô tô container đầu biển kiểm soát 15C13491 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R00544 do lái xe Lê Văn Thiện, sinh năm 1984, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển lên cầu Thanh Trì.
Khi đi đến km số 164+600 đã tự đâm vào giải phân cách mềm và thành lan can cầu, khiến chiếc xe rơi xuống sông Hồng cùng lái xe ở trong cabin. May mắn, lái xe đã mở cửa cabin thoát ra, bơi vào bờ an toàn. Hiện nay, mật độ phương tiện lưu thông trên cầu Thanh Trì gấp nhiều lần so với thiết kế, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ngừa ùn tắc và tai nạn. Phòng Cảnh sát Giao thông đã cắt cử đơn vị phụ trách địa bàn thường xuyên cắm chốt ở gần khu vực lên, xuống cầu, nhất là trong khung giờ cao điểm để phân luồng giao thông. Cuối tuần qua, lễ hội Chợ Châu Đổ Sơn năm 2022 đã thu hút hàng vạn du khách đến tham dự, xem Chợ Châu. Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 8 giữa Châu số 09 và ông Châu số 15, ông Châu số 15 đã có nhiều biểu hiện khiến nhiều người lo lắng, đặt nghi vấn Châu số 15 bị tiêm chất kích thích. Nghi vấn được đặt ra tại trận đấu thứ 8 giữa hai ông Châu số 9 và 15. Số 15 dù giành chiến thắng nhưng liên tục có biểu hiện quá khích, húc đầu vào rào chắn. Theo khẳng định của ông Nguyễn Văn Hợp, trưởng phòng văn hóa du lịch và thông tin quận Đồ Sơn, không có chuyện Châu tham gia chọi bị tiêm chất kích thích. Để thêm xác thực cho thông tin trên, ông Hợp nhấn mạnh tất cả các ông Châu đều được xét nghiệm có kết quả an toàn mới được thi đấu. Ở trận đấu thứ 8 giữa Châu số 9 và 15, tuy Châu 15 vào trận muộn nhưng vừa bắt đầu, ông Châu số 15 đã lao vào giao tranh quyết liệt với ông Châu số 9. Do không đủ sức chịu đựng, ông Châu số 9 phải bỏ chạy. Số 15 tiếp tục truy đuổi, chạy liên tục nhiều vòng sân rồi mới sinh ra hiện tượng choạng châu khó bắt. Ông Hợp cho biết, mỗi ông châu tham gia thi đấu được chủ châu đầu tư một số tiền không nhỏ. Người ta cũng muốn châu của mình đi đến các vòng sau cùng và có giải. Nhưng việc tiêm chất kích thích sẽ làm hỏng cả con châu chọi vì chỉ chọi được một trận, sang trận thứ hai giãn cơ rồi thì không thể thi đấu tiếp. Mặc dù không tiêm chất kích thích, nhưng với các biểu hiện bất thường, ông Châu số 15 vẫn bị buộc dừng thi đấu dù đã giành chiến thắng. Kỳ nghỉ lễ vừa qua, dư luận đang có nhiều xôn xao về sự việc nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức live show ca nhạc từ ban công một căn nhà trên phố Hàng Khay. Buổi biểu diễn thu hút hàng ngàn khán giả, nhưng về mặt pháp luật, liệu có vi phạm hay không? Liên quan vụ nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức live show ở ban công trên phố Hàng Khay khi chưa có giấy phép của cơ quan quản lý, Ủy ban Nhân dân phường Tràng Tiền đang phối hợp với Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm, Hà Nội củng cố hồ sơ xem xét ra quyết định xử phạt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tràng Tiền cũng cho biết thêm, hiện ca sĩ Tuấn Hưng mới chỉ cử người đại diện lên làm việc. Căn cứ theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, mức phạt đối với hành vi biểu diễn không thu phí nhưng không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là từ 10 đến 15 triệu đồng. Cơ quan chức năng hoan nghênh việc ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức chương trình âm nhạc không thu phí trong không gian phố đi bộ. Tuy nhiên, việc này cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, cụ thể là Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải công khai việc tổ chức live show góc ban công vào tối mùng 3 tháng 9 từ ban công một căn nhà trên phố Hàng Khay. Buổi biểu diễn sau đó thu hút hàng nghìn khán giả. Việc ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên tổ chức các show ca nhạc tại ban công nhà riêng đã xuất hiện cách đây từ vài năm. Sau 2 năm dịch COVID-19, hoạt động này được tạm dừng cho tới khoảng 1 tháng qua. Các buổi biểu diễn lại được tiếp tục. Cơ quan chức năng phường Tràng Tiền nhiều lần xuống làm việc. Nhưng phía nam ca sĩ không chấp hành bởi cho rằng đây là ban công nhà riêng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, Vương quốc Anh đã chào đón nữ thủ tướng mới là Ngoại trưởng Anh Liz Truss với kỳ vọng giải quyết những vấn đề nước này đang gặp phải, bao gồm cuộc khủng hoảng năng lượng đang làm chi phí gia tăng nhanh chóng. Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã trở thành thủ lĩnh mới của đảng cầm quyền, thay thế ông Boris Johnson trở thành tân thủ tướng Anh. Đảng bảo thủ tiến hành bầu thủ lĩnh mới sau khi lãnh đạo đảng, Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố từ chức vào ngày 7 tháng 7 sau một loạt bê bối của chính phủ và cá nhân thủ tướng. Mặc dù luôn đứng ở vị trí thứ 3 sau 4 vòng bỏ phiếu, bà Truss đã vượt qua quốc vụ khanh chính sách thương mại Penny Mordaunt ở vòng thứ 5 vào ngày 20 tháng 7 để cùng ông Sunak trở thành hai ứng viên cuối cùng được lựa chọn là người thay thế ông Johnson. Hơn 160.000 đảng viên bảo thủ đã lựa chọn thủ lĩnh đảng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra suốt mùa hè và kết thúc vào ngày 2 tháng 9. Kết quả được công bố cho thấy bà Truss giành được hơn 81.000 phiếu ủng hộ, tương đương 57,4%. Vượt qua ứng cử viên trực tiếp là cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak, người nhận được hơn 60.000 phiếu ủng hộ, tương đương 42,6% số phiếu.
Kết quả trên không mấy bất ngờ khi trước đó bà Truss được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều tháng qua với ông Sunak. Cả bà Truss và ông Sunak là những ứng cử viên đứng đầu sau 5 vòng bỏ phiếu liên tiếp của đảng bảo thủ, rút gọn từ 8 ứng cử viên xuống còn 2. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức ngay khi bước chân vào số 10 của Downing, khi xứ sở sương mù đang rơi vào quãng thời gian được cho là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ trước Thế chiến thứ hai. Do khủng hoảng khí đốt trên thị trường quốc tế, hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình Anh đã tăng gấp đôi kể từ mùa xuân và có thể tăng gấp 3 vào đầu năm 2023. Một số nhà nghiên cứu cho rằng có tới 1,7 triệu hộ gia đình Anh có thể không thanh toán nổi hóa đơn điện, khí đốt sau đợt tăng giá tiếp theo vào tháng 10 dự kiến ở mức 80%. Sinh năm 1975 tại Oxford trong một gia đình có bố là giáo sư toán học và mẹ là y tá, bà Truss tốt nghiệp Đại học Oxford ngành triết học, chính trị và kinh tế vào năm 1996. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà làm kế toán cho các công ty Shell, Cable and Wireless năm 2000 và kết hôn với ông Hugh O'Leary, một kế toán viên và có 2 con. Sự nghiệp chính trị của bà Truss bắt đầu năm 2006 khi bà được bầu vào làm hội đồng viên ở Greenwich trước khi trở thành nghị sĩ khu vực South West Norfolk vào năm 2010. Trước khi trở thành Ngoại trưởng Anh, bà Truss từng giữ chức Thứ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Môi trường, Bộ trưởng Tư pháp, Thứ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Thứ trưởng về Phụ nữ và Bình đẳng. Vừa qua, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một nghi phạm người Trung Quốc bị cáo buộc giam giữ trái phép, tra tấn người tại Campuchia. Đây là một vấn nạn nhức nhối gần đây tại quốc gia này. Đặc biệt tại thành phố cảng Sihanoukville, nơi phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhiều ngành công nghiệp cờ bạc và nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. 90% trong số đó là Trung Quốc. Nghi phạm được xác định là Vương Chí Viễn, 24 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hầu tòa với cáo buộc giam trái phép và tra tấn 4 người tại Sinoville, thủ phủ casino của Campuchia. Cụ thể, trưa ngày 3 tháng 9, sau khi giới chức khám xét một tòa nhà tại Sinoville, đã giải cứu 4 người bị Vương Chí Viễn bắt giam và tra tấn. Trong đó, 3 người Malaysia, 1 người Đài Loan, có độ tuổi từ 19 đến 33. Tại đây, giới chức cũng tịch thu một ống tuýp, được cho là hung khí gây án của Vương. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Campuchia Sakeng, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chống buôn người thông báo. Chính phủ Campuchia đã mở cuộc rà soát quy mô toàn quốc đối với tất cả những người nước ngoài đang sinh sống tại nước này, chú trọng tìm kiếm nạn nhân của những kẻ buôn người. Gần đây, tại Campuchia, nhiều khu vực phức hợp với tư cách là các tổ hợp công nghệ hay trung tâm kinh tế thương mại mọc lên dày đặc ở Sinoville, nhưng trên thực tế là nơi vận hành hoạt động cờ bạc và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Mặc dù quy mô của các khu phức hợp này khác nhau, tất cả chúng đều được bảo vệ nghiêm ngặt và vận hành khép kín. Ngày 26 tháng 8, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 11 nghi phạm, thu luật súng quân dụng và đạn trong chiến dịch giải cứu một phụ nữ Malaysia là nạn nhân buôn người ở Sinoville. Chiến dịch được tiến hành sau khi đường dây nóng của Bộ Nội vụ Campuchia nhận được đơn trình báo. Ông Sakeng cho biết, Campuchia từ đầu năm đã xác minh 87 vụ án nghi buôn người, giải cứu 865 nạn nhân, đưa ra xét xử 17 vụ với 60 bị cáo. Mặc dù vậy, hàng nghìn nạn nhân khác vẫn được cho là đang mắc kẹt tại các trung tâm giam người trái phép. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của báo Sức khỏe và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.